Chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau chương trình đào tạo phần mềm Herbucket. Thì uh, ở cái ví dụ ngày hôm nay tôi sẽ trình bày với các bạn cái chúng ta sử dụng lệnh là borari plan và chúng ta biến khối thành à, chúng ta biến mặt thành khối. Thì chúng ta làm như thế nào? Tức là chúng ta khối hóa nó lại. <laughs> Vậy thì để sử dụng cái lệnh là borari plan tức là chúng ta phủ một cái mặt phẳng phủ một cái phần mặt phẳng giới hạn bởi một cái mặt cong nha các bạn à, giới hạn bởi một cái đường cong giới hạn bởi một cái đường cong rồi <laughs> điều kiện tin quyết đó là trên cái cái uh, chi tiết của chúng ta cái uh, cái cái uh, điều kiện <laughs> cái mặt mà chúng ta phủ hẳn phải phẳng vậy thì ở đây tôi có cái chi tiết này và chúng ta đã sử dụng cái lệnh giống như là ruler hoặc là chúng ta sử dụng cái lệnh là uh, throw session sau khi sử dụng xong thì chúng ta sẽ bây giờ tôi sẽ phủ hai cái mặt trái này lại mặt trên với mặt dưới lại chúng ta vào xếp chúng ta vào vào body plan ở đây thì tôi kích vào đây thì nó tự động nó sẽ cái thằng này nó sẽ tự động nó sẽ phủ cái mặt này lại cho chúng ta nha bạn ở đây tôi giả sử tôi tạo ra một cái mặt khác đi đấy để cho các bạn nhìn cho nó rõ hay chúng ta phủ cái mặt trên rồi Bây giờ tôi phủ luôn cả cái mặt dưới nha các bạn. Tôi tạo ra một cái bề mặt nữa. Ở đây. Và tôi vào cái thằng này. Kích vào đây. Để con chuột sát sát vào nha các bạn. Ok. Vậy thì khi ta đã có một được một cái bề mặt kín ở bốn cái bề mặt nó đóng kín như lại ba cái bề mặt nó đóng kín như này rồi. Thì một cái điều kiện nữa là với Hebercat nó cho chúng ta cái lựa chọn là các cái mặt kín thì nó có thể đóng lại thành khối được. Vậy thì phần xếp này nó có một cái lựa chọn đó là Chris Catholic. Rồi Ở đây thì các bạn sẽ uh, kích chọn dung sai cho nó nha bạn Rồi tôi lần lượt tôi sẽ chọn Tôi chọn hai cái thằng này Mới chọn hai mặt thôi thì nó Bắt chúng ta cần phải đóng Ở đây thì tôi chọn chọn lại nha bạn Tôi chọn Ctrl Z lại Rồi Thì nó bắt chúng ta phải đóng lại lầu Rồi tôi chọn thằng 1, thằng 2 này Các bạn sẽ thấy đường viền nó là màu, màu đỏ đỏ này Tôi chọn tiếp cái mặt dưới cùng tiếp cái mặt dưới cùng đó thì nó đóng lại nó bao hết nó đóng lại ở đây tôi chọn ok thôi đấy thì các bạn nhìn thấy cái đối tượng của chúng ta ở đây tôi xóa bớt đi cái thằng này đi đó. ở đây thì các bạn sẽ thấy đối tượng của chúng ta chúng ta có một cái khối chúng ta có một khối ở đây nó báo cho chúng ta là có một khối nha các bạn đây cái đối tượng của nhà biến thành khối rồi Đấy, chứ không nó không còn là mặt nữa nó biến thành khối rồi vậy thì với hai này nó cho phép chúng ta đó là chúng ta có được một cái đối tượng nó là đối tượng kín giữa các cái mặt cong nó kín với nhau thì chúng ta có thể biến nó thành khối solid được từ cái mặt cong đó các cái đối tượng điều kiện tin quyết là chúng ta không được hở mặt nha các bạn không được hở mặt khi đóng kín được mặt thì chúng ta sử dụng cái công cụ đó là xếp Cris Solid. Đấy, đây là một trong những cái lựa chọn. Rồi, khi mà Cris Solid xong rồi, khi cái bề mặt này nó biến thành Solid rồi, thì tôi vào xếp, uh, vào feature, tôi thử dùng cái lệnh fillet này xem cái thằng này có chọn được không nha bạn. Đó, thì đây tôi sẽ fillet R bằng 2, tôi chọn OK. Thì cái chi tiết của chúng ta, bây giờ tôi đã fillet được lại R bằng 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 hai bên trên nữa. ở đây tôi sẽ sử dụng một cái fillet nữa màu xanh uh, feature chọn chamfer tôi chọn cạnh dưới. Đó. Rồi tôi chọn ba ly thôi. Rồi tôi chọn ok. Đấy, thì sau khi tạo đã tạo được khối rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể thao tác trên khối được nha các bạn. Chúng ta vào feature, tôi sẽ vào phần khối ở đây fillet rồi chamfer. Đấy. Fillet chamfer ở đây nha các bạn. Đấy. Thì với cái thằng này thì hebucket nó cho phép chúng ta làm được những cái việc như này luôn. Đấy. Rồi, một lệnh nữa mà tôi muốn chỉ đến các bạn đó là tôi sẽ sử dụng cái lệnh là à, fillet tôi fillet mặt thì như thế nào ở đây helpdesk nó cho chúng ta một cái lựa chọn đó là chúng ta vào set này ta chọn cái thằng là fillet này ở đây tôi chọn mặt một này tôi chọn mặt thứ hai này thì nó tự động nó tạo cho chúng ta một cái mặt fillet ở đây thì chúng ta nhập cái giá trị r ví dụ như đây tôi tôi chọn 12 đi thì nó sẽ ra cho chúng ta một cái giá trị R bo cung ở đây là R bằng 12 tôi chọn OK đó ở đây nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái bề mặt này đó. thì không những là cái phần là khối chúng ta bo được cái R mà phần tạo mặt này nó cũng cho chúng ta những cái lựa chọn là bo R đấy thì ở trên tôi vừa trình bày với các bạn một cái lệnh đó là chúng ta dùng body plan đấy để chúng ta phủ các cái bề mặt phẳng rồi chúng ta dùng cái lệnh là grid solid là chúng ta sẽ gọi là khối hóa cái mặt cong lại, tất cả bề mặt cong kín lại. Rồi, tôi chỉ luôn cho các bạn một cái lệnh nữa là chúng ta sẽ dùng cái lệnh là fillet mặt và chúng ta vào cái phần feature, chúng ta tạo lệnh fillet khối và chamfer khối. Đấy. Thì đây là một trong những cái, cái 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 video mà cái video mà tổng hợp. Tôi làm lần lượt đến đâu thì tôi sẽ chỉ cho các bạn những cái lựa chọn như vậy. Rồi, thân chào và hẹn gặp lại các bạn.